Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trắng Bom vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 100 hội viên cựu chiến binh nòng cốt năm 2019. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được triển khai các nội dung như phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, triển khai một số nội dung luật an ninh mạng, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng hội viên nòng cốt, một số phương pháp công tác nắm bắt dư luận xã hội, kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng đối thoại, hòa giải, xử lý tình huống.